xin lỗi. Mấy cái chữ đi, chữ đi, chữ câu nào em xin lỗi câu đó. Chị cảm ơn em yêu. Chị xin lỗi em. Chị cảm ơn em. Em xin lỗi, em sai rồi. Chị cảm ơn em. Không, em chỉ chịu trực tiếp chỉ có hai lần à. Những cái người ta chia sẻ lại đó. Chứ chị không có trực tiếp. Chị nói thật, chị không có trực tiếp. Chị cũng mong rằng những chị em đó hãy gửi bài cho chị và tha cho chị đi. Còn không tha được, chị chỉ xin một cái nhỏ thôi, hãy gửi bài xuống được rồi. Để mọi người đừng hiểu lầm, chị ngày nào cũng lên chữ. Chị thật sự chị không có. Chị thật sự không có, chị xin lỗi cả nhà. Chị không có ngày nào cũng chữ. Hôm qua chị cũng đâu có lên đâu. Chị chân thật xin lỗi. Dạ em cảm ơn chị. Dạ không mấy chị ơi, em bây giờ nè, em nói mấy chị nghe nè. Đó, mấy chị coi, em không có gì để mà buôn bán hết. Đừng nói em lên mạng bán đồ này kia nọ. Này mấy chị coi không, đó. Thật sự quá kem lắm, em không có. Nói mấy chị coi, không có cái gì hết trơn á. Đó. Cái thùng không đó mấy chị thấy không. Quá kem lắm. Còn có chị nói em, mày nói mới lên like nữa mày bán đồ. Quá kem lắm, không có mấy chị ơi. Mấy chị không tin, mấy chị gọi chị Hạnh đi. Hỏi cái chị Hạnh có gửi đồ cho em được hay không. Em chỉ mua cái kem này về em dùng. Dùng đẹp em chia cho mấy chị dùng thôi. Mấy chị hỏi ngay chị Hạnh có gửi được cho em không. Quá kem lắm mấy chị à. Đừng làm như vậy, hãy gửi bỏ bài đi. Alo. Alo, Thiên đó hả? Chị đi. Em là em chị không biết em, nhưng mà em thấy trên Facebook hình ảnh của chị. Bây giờ chị đừng có nói gì trơn á. Em khuyên chị là chị đừng có nói gì, mà chị cũng đừng có xin lỗi. Chị cũng đừng, chị cứ đánh thân đi là em nghĩ đi. Đưa này, gọi điện cho chồng chị, biểu chị mày ly dị đi. Nó mới lên live stream bán hàng. Hết nhiều khi gọi điện cho chồng chị mày ly dị đi. Nó mới lên live stream bán hàng. Cứ vậy hoài sao chị sống nổi em. Nhưng mà chị nói em chồng chị ly dị đi. Nó không chịu. Em nói là chị đừng có mà nói ai đăng hình cho chồng chị đi làm. Chị cũng đi làm, mà chị làm chỗ khác, chồng chị làm chỗ khác. Chụp hình gửi chị bị đánh, chồng chị trả về. Có đánh chị đâu, mà đăng hình lên vậy đó. Ừ, chị nói chị nghe bây giờ chị. Rồi đưa chị lên bàn thờ này kia nữa. Chị đã nói là chị đưa chị lên bàn thờ thì chị chết rồi. Chị hãy tha cho chị đi mà. Cô không tha được. Em nói chị nghe bây giờ chị không có nói. Chị không có đăng Facebook, cũng không có xin lỗi. Chị đâu có đăng đâu, mà ngày nào cũng có sống động với chồng mới chị lên live stream. Ngày nào cũng kêu chị, không phải mày đi chết đi, cho xã hội bình yên. Chị có làm gì mà nó nói đi chết đi cho xã hội bình yên. Chị nói chị nghe bây giờ, chị nghe lời em đi. Em khuyên chị á, chị không có đăng Facebook. Chị cứ đứng thân, chị đứng thân đi khoảng 1-2 tuần mà nó lắng tốn à. Chị nín cũng, chị cũng đã nín rồi, chị biết chị sai, chị nín, chị xin lỗi rồi. Ờ,
không nói nữa, không nói những lời tục tiểu vô văn hóa nữa. Mấy chị hãy tha em đi, mấy chị gỡ bài cho em đi. Con em còn nhỏ lắm, mới có 3 tuổi mấy. Em xin lỗi lắm mấy chị, tha cho em đi. Còn chị nào chữ em, chữ đi, em hứa. Ngoài này em ngồi em nghe mấy chị chữ, chữ hết ngày luôn đó. Chữ xong rồi, mấy chị có thể nhẹ nhàng hơn. Giờ gỡ bài cho em.